Hello, xin chào cả nhà. Nó có sáng chói bóng đèn không ta? Cả nhà ơi, hôm nay á mình đi chợ, mình đi Bách Hóa Xanh mình mua mấy lần không có nha cả nhà. Đây, ớt ngọt. Ớt ngọt, ớt ngọt, ớt ngọt. Đây, cái trái này là người ta review dữ lắm nè cả nhà. Để mình coi thử cái chói đèn không, mình quay qua coi. Điện thoại mà điện thoại cũ thôi nên là nó không có được đẹp. Đây cả nhà ơi, hai trái này là ta gọi hai cái ớt sô cô la. Trái này là trái ớt đỏ, trái này là trái ớt vàng. Mình mua bốn trái. Đây mình mua bốn trái này cả nhà, nghe chưa? Rồi còn ở đây cũng ớt ngọt luôn nha cả nhà, cái này cũng ớt ngọt luôn. Nhưng mà cái dạng nó giống như ớt chuông vậy cả nhà, giống như ớt chuông Đà Lạt vậy đó, y chang vậy luôn. Nhưng mà ớt ngọt mình ăn nó rất là ngon. Bây giờ mình thử cái trái sô cô la này. Ăn không con gái? Chị gái ơi, thử không? Mau đến ngồi sau lưng mẹ nè, thử đi. Trời ngon y chang ở trên mạng mà mấy anh chị mà mấy mấy em đồ ăn mà cứ nói ngon ngon ngọt ngọt y chang cả nhà ơi, không miếng cây miếng nào. Để mình coi một chút nó có hột qua, mình lấy hột mình làm giấm mình trồng thử nó mập luôn nha. Thử ra không, thử cái này nè, ngon nè. Đây cái miệng đây vô mặt nó có đẹp chưa, đầu tóc mũi sụn nó cũng quay rồi nữa. Ai biết, sẽ để tự nhiên đi. Điện thoại cổ mà. Thử trái này đi trong. Thử trái vàng này nè. Ngon không? Ngon. Chấm muối vô nhiều vô chút. Chấm muối vô nhiều vô chút. Cho nó ngon cái để tưởng mẹ con mình nó xạo. Ngon cực. Trời ơi, đi Bách Hóa Xanh mua không có đó. Ở trên mạng là nó ship 30 ngàn đâu, miễn ship đâu, ngon đúng không? Ngon mà. Ok, con gái mình đã kêu ngon là ngon rồi, ăn cả nhà. Ngon mà. Khác vị không? Thử luôn. Thử vị đây nó sao. Thử cái vị ớt ớt này đó rồi ngon. Khác vị không? Mẹ cũng Lại thử. Cái nào nó ngọt hơn? À cái này nó ngọt hơn cái màu sô cô la. Cái màu nó ngọt hơn cả nhà. Châm do chói ánh đèn hay sao Châm, đưa qua này rõ nè. Với lại điện thoại mình điện thoại cổ á cả nhà, nên có khi sáng thì không sáng thử giờ thử 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 thử, thử cái nhỏ. Muối nhiều vô. Giờ bắt đầu ớt ngọt lùng. Ớt ngọt lùng đây nè, đó, ngon không? Nó ngon hơn hai trái Nó lớn không? hầm rồi. À, cái trái này nó có cái vị hăng hơn là trái này. Trời ơi, hai mẹ con chắc nguyền trái ăn không hết quá. Rồi xong. Không không ngon đưa cho mẹ rồi nha. Nhưng mà mẹ ăn được. Cái này là cái mùi giống ớt chuông Đà Lạt. Cái này chắc giống như ớt chuông Đà Lạt cả nhà, chắc xào nấu á. Cái còn ăn ăn sống là ớt này ngon hơn. Rồi hai mẹ con chào nha cả nhà nha, mời cả nhà ăn ớt ngọt nha.